Đầu tiên là cái Ukraine với cả nước nước Nga là cùng một người dân tộc huyết thống. Huyết thống, một dân tộc. Ờ đi rồi. Xong rồi đấy, kiểu gọi như gọi là quay lưng với bọn Nga ấy anh. Anh em quay lưng nhau. Đúng rồi. Còn lúc xong rồi bây giờ thất thủ rồi thì Quảng Bi nó không giúp nữa. Vâng, và đây là một câu chuyện rất là tình cờ khi ngồi ăn bánh mì và thịt nướng ở bên trên phố Lương Ngọc Quyến. Thì tôi nghe thấy hai bạn trẻ nói chuyện với nhau và tôi có hỏi. Em có biết Nga và Ukraine đang đánh nhau không? Có ạ. Bánh mì ngon chứ? Quá ngon luôn. Bánh mì này từ Nga đấy. Bánh mì này từ Nga thật mà. Bây giờ bánh mì này chỉ bán ở Việt Nam thôi, bên này cấm bán nữa rồi. Thế thì em có hiểu gì về cuộc chiến tranh lần này không? Có em. Chiến tranh là do thủ tướng của Ukraine. Do thủ tướng? Nó theo bọn NATO của Mỹ và bọn Mỹ lại là kiểu đối thủ của bọn Nga nên là nó cái nước bọn này đầu tiên là cái Ukraine với cả nước Nga là cùng một người dân tộc huyết thống. Huyết thống, một dân tộc. Ờ đi rồi. Xong rồi đấy, kiểu gọi như gọi là quay lưng với bọn Nga ấy anh. Là anh em quay lưng nhau. Đúng rồi. Còn lúc xong rồi bây giờ thất thủ rồi thì Quảng Bi nó không giúp nữa. Thế là giờ chỉ có mỗi bọn Ukraine. Thế sao bảo là cứ theo Mỹ là ngon lắm? Anh nghĩ là cứ theo Mỹ là ngon lắm, có đúng không? Không, bọn Mỹ nó là tư bản anh. Tư bản thì nói chung là có nhiều vấn đề. Nói chung em không biết sâu mấy, em chỉ biết qua qua thôi. Ví dụ như bây giờ là ông Việt Nam mà thân với ông Mỹ chẳng hạn đấy đúng không? Ừ, Việt Nam mình là trung lập anh ạ. Trung lập. Phải biết trung lập chứ. Theo nước ta thì cũng bên cạnh cường quốc Trung Quốc cũng có. Tức là sống cạnh anh lớn là cũng phải để ý đúng không? Đúng rồi. Mình có Liên Xô giúp nữa. Nên là mình rất trong chiến tranh là mình có Liên Xô giúp. Ông Putin ông ấy phun nên là tốt. Tốt. Nên thì ông được 80% dân Nga ấy ủng hộ mà. Thế như là em có biết là khi mà Việt Nam xảy ra chiến tranh ngày xưa ấy. Vâng. Thì Nga giúp cho Việt Nam những gì em biết không? Có nắm được không? Là giúp cho cái gì? Giúp cho vũ khí, khí tài, lương thực hay là cái gì? Vũ khí. À thế à? Vâng. Thế em đọc qua thôi. Đọc qua. Vâng. Ừ. Thế là nhân dân Việt Nam cũng rất là biết ơn nhân dân Nga đúng không? Dạ em học kém lắm nhưng mà hay xem trên mạng nhiều ấy, nên là biết được nhiều. Ta sang trên mạng và chắt lọc thông tin. Đúng rồi anh ạ. Còn thì cũng không học đâu nhưng mà riêng ở trên mạng thì hay biết rồi. Tức là học trên mạng, xem trên mạng như là mình chắt lọc thông tin để mình lấy thông tin chính xác. Thông tin chính xác chủ yếu thôi. Ừ. Cái gì mình nên biết, Nói chung là phải biết ơn. Đúng rồi. Nói chung là ông giống kiểu ông thủ tướng của mình ấy. Đấy sang bên đấy ông Putin ấy. Nếu mà bên Mỹ mà có ông Donald Trump ấy, ông còn làm ở đấy thì chắc là cái này cũng xảy ra cái chiến tranh của Ukraine. Em nghĩ thế. Nếu như là như một bạn trẻ này bạn nhận định là nếu như mà ông Trump mà ông còn làm thì cái chiến tranh này có lẽ sẽ không xảy ra. Đúng rồi. Nó không có cái chiến tranh này xảy ra. Em cảm thấy cuộc sống của Việt Nam bây giờ thế nào? Quá ổn. Quá sướng. Thế có ok nhỉ? Ăn ngon. Ăn ngon ngủ yên. Đấy là điều mà Bác Hồ mong muốn nhất cho dân tộc Việt Nam. Rồi, cảm ơn em nhé. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe trong... Rồi, chúc em luôn luôn mạnh khỏe nhé.